Sau đây Phương xin trân trọng gửi tới các bác một cái bộ dàn karaoke trong buổi chiều tối ngày hôm nay để các bác cùng trải nghiệm và cùng lắng nghe. Xin mời các bác nào. Hơi tối một chút các bác nha, bởi vì em set up sau đó lại có khách cho nên là bây giờ mới quay được các bác nha. Cấu hình bộ dàn máy ngày hôm nay thì gồm một đôi loa full đôi TR-125 các bác. Đôi loa đã được tuyển chọn kỹ và các bác chỉ cần nhìn bên này, mượt như khúc giò luôn các bác. Hai bát 40 kết hợp với nó là một con súc của hãng Phoenix, bát 40 từ 22 coi 100, dòng sản phẩm giật sức trên dây chuyền của Mỹ từ thép trắng. Một bộ dàn máy rất đẳng cấp các bác. Một con đẩy ADH với công suất 1200W một kênh. Con này thì khai thác với dàn máy rất là ngon, khỏe, mạnh mẽ và thoát tiếng. Một con vang số đời cao của hãng CB Acoustic. Con này thì rất là chuyên nghiệp khi mà chúng ta hát trên sân khấu. Con này sẽ thiên về chế độ vật, cho nên là khi mà hát vật, tiếng nó trong trẻo, nó sạch sẽ, hát nó vang và nó rõ nét. Đó chính là đặc trưng của con D4 này. Một bộ mic Beyer vỉ tím và một con cốt là một con quản lý nguồn. Một hệ thống âm thanh này được đo đạc và setup rất chuẩn chỉ với 4 chế độ HK và nghe nhạc khác nhau. Với mức đầu tư của bộ dàn máy này đâu đó nó cũng chỉ loanh quanh khoảng độ trên 40 triệu một xíu là chúng ta có một bộ dàn máy rất là ngon rồi. Với một bộ combo như này anh Phương sẽ hỗ trợ các bác setup và lắp đặt tại nhà luôn các bác nhá. Với mức đầu tư của nó khoảng trên 40 triệu một xíu, anh Phương sẽ cộng chi tiết bộ dàn máy này để ghi rõ vào cái giá trị của bộ dàn máy này. Về những đôi loa này thì các bác có thể đánh không gian ngoài trời cũng được, đánh không gian phòng rộng cũng được, mà đánh trong gia đình cũng rất là tốt. Bởi vì việc trưng bày đôi loa này em nghĩ rằng là nó cũng rất là hợp lý. Bởi vì kích thước của nó cũng không quá lớn, nó cao và nó trường loa, trông rất là đồ sộ. Và kết hợp với nó là dàn máy có đủ súp, cộng thời với này quan trọng nhất là có vang số. Vang số khi mà chúng ta được set up và đo đạc một cách chuẩn chỉ, chúng ta sẽ có một dàn máy rất là hay và chất lượng. Số máy của anh Phương là 0971998555. Anh em nào có nhu cầu đầu tư dàn máy này thì alo cho em với số máy 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ.